Chào mọi người đến với Maya Video Tutorial bài số 2. Mình tên là Siêu. Ngày hôm nay mình sẽ nói về channel một lần nữa. Và Siêu sẽ nói về các shelf. Rồi Siêu sẽ nói về project file. Làm sao để tạo một cái project và làm sao để mình gắn image plane. Thì trước tiên Siêu sẽ nói về cái shelf và lý do tại sao Siêu sử dụng shelf. Thì shelf là tên viết tắt của những cái tab ở trên đây. Thì trong Maya, bản thân Maya khi tạo ra một cái, khi mà các bạn khởi động Maya, các bạn sẽ thấy những cái shelf chuyên đề. Thì lý do Maya tạo ra những cái shelf như vậy, bởi vì khi mà các bạn làm việc với lại polygon, ví dụ như bây giờ Siêu chuyển qua polygon, Siêu tạo một cái create polygon sphere. Thì trong khi Siêu làm việc lại polygon như vậy, Siêu muốn làm việc lại surface, thì Siêu phải chuyển qua surface. Thì khi mà sẽ chuyển qua Surface thì các bạn sẽ để ý ở trên thanh Windows. Thì phía sau Windows tất cả các tool nó sẽ chuyển ngược trở lại Surface. Bây giờ sẽ muốn làm việc lại Polygon một lần nữa. Sẽ muốn sử dụng những cái lệnh liên quan tới Polygon thì sẽ phải chuyển từ Surfaces, chuyển qua Polygons. Rồi phía sau Windows thì sẽ thấy được những cái lệnh. Thì khi mà sẽ chuyển từ Surfaces qua Polygon thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thì để tránh tốn thời gian thì Maya có tạo ra những cái shelf. Thì ví dụ như Siêu làm việc với lại Polygon thì đây là những công cụ của Polygon. Nó nằm trên đây. Thì Siêu có thể sử dụng ở Surfaces mà Siêu vẫn có thể sử dụng những cái tool liên quan đến Polygon. Thì đó là chức năng của shelf. Nhưng mà đôi khi có những cái tool mà các bạn không sử dụng thường xuyên. Ví dụ như lệnh merge rồi, hay là lệnh tạo ra một cái gì đó, các bạn sẽ thấy nó tốn rất là nhiều thời, tốn rất là nhiều cái khoảng trống. Thì lý do mình tạo shelf thì các bạn để ý cái chữ bên đây là chữ giáp, đây là tên thật của mình. Thì đây là shelf của riêng Siêu. Thì đây là những cái tool mà Siêu sử dụng rất là thường xuyên. Thì lý do mà mình tạo shelf là giống như mình tạo một cái shortcut với lại tạo ra một cái folder liên quan đến những cái tool mà mình sử dụng. Thì để tạo ra một cái shelf thì mình phải làm sao? Thì các bạn nhìn bên tay trái của Maya thì các bạn sẽ thấy một cái mũi tên chĩa xuống màu đen. Thì khi mà các bạn bấm chuột trái, các bạn sẽ thấy nó hiện ra Shelf tab. Siêu tắt nó rồi. Thì nhiều khi mà các bạn khởi động Maya mà các bạn không thấy những cái shelf á, thì các bạn có thể vô phần display. Nói về display thì nếu mà các bạn để ý cái bài Maya số 1 của Siêu thì các bạn sẽ thấy có những cái dòng chữ bên đây. Thì làm sao để xuất hiện ra cái số poly count? Ví dụ như các bạn để ý cái polygon của Siêu hiện tại bây giờ nó có rất là nhiều face mà các bạn không có biết chính xác là bao nhiêu. Thì các bạn vô display, các bạn vô UI element, has of display, thì các bạn sẽ để ý thấy cái chữ poly count. Thì khi mà các bạn bấm vô polycount, các bạn sẽ thấy nó hiện ra vertex, edges, faces, dries and UVs. Thì ví dụ như bây giờ Siêu không có bấm vô nó đi. Thì hiện tại bây giờ Maya nó sẽ tính toán toàn bộ tất cả các vật thể hiện tại hiện hữu ở trên cái screen là bao nhiêu. Thì hiện tại để Siêu tạo thêm một cái cube đi. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy tổng số vertices của toàn bộ screen là 390. Nếu bây giờ Siêu bấm vô cái cube thì nó sẽ hiện cái cube này hiện hữu tổng cộng là 8 vertices. Trong khi cái hình sphere thì nó có đến 382 vertices. Thì nếu mà Siêu chọn cả hai thì các bạn sẽ thấy nó tổng cộng là 390 vertices. Thì lý do mình sử dụng polycount bởi vì khi mà các bạn model cho một cái video game thì người ta sẽ giới hạn các bạn, thí dụ như người ta bảo các bạn tạo ra một hình người, nhưng mà cái đầu này nó phải giới hạn ở 1000 try. Thì các bạn sẽ thể để ý thấy hiện tại bây giờ tổng cộng toàn bộ screen của mình là 772 try angle, nhưng mà cái sphere này nó chỉ có 760 thôi. Mà thí dụ như bây giờ người ta đòi hỏi cái sphere này phải là 1000 thì các bạn mới sử dụng có 760 try angle thôi mà các bạn đã có được cái sphere rồi. Thì coi như là các bạn đạt. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng cái yêu cầu của người ta là 500 triangle mà các bạn sử dụng thấy ở đây đến 760, có nghĩa các bạn đã vượt quá chỉ tiêu của người ta, thì các bạn phải tìm cách làm sao để giảm số lượng polygon xuống. Thì đó là lý do tại sao mình sử dụng polycount. Quay trở lại vấn đề chính, làm sao để tạo ra một cái shelf.
Thì nếu mà các bạn để ý bên tay trái của những cái shelf thì các bạn sẽ thấy có một mũi tên chỉ xuống, các bạn bấm chuột trái trên nó rồi các bạn tạo ra một cái new shelf. Thì khi mà các bạn bấm vô như vậy thì nó sẽ hỏi các bạn muốn đặt tên shelf là cái gì, thì hiện tại bây giờ Siêu sẽ chọn như là Siêu Tutorial. Siêu bấm OK. Shelf name contain illegal character. Please select another name. Valid names can contain only single byte letters, numbers. Khi mà các bạn tạo ra một cái shelf thì đặc biệt đừng có nên có space. Thì ví dụ bây giờ Siêu tạo lại như là Siêu underscore tutorial. Siêu bấm OK. Thì lần này thì Maya nó đã cho Siêu sử dụng. Thì các bạn để đặc biệt chú ý khi các bạn tạo một cái shelf đừng có bấm space, bỏ cái dấu gạch dưới underscore nó vô, thì Maya sẽ chấp nhận cho các bạn tạo một cái shelf. Thì bây giờ Siêu có một cái shelf của riêng mình rồi, làm sao để Siêu có thể bỏ cái tool vô cái shelf của mình. Thì ví dụ giờ Siêu trở lại chuyên đề Polygon Studio Mesh hay Edit Mesh, thì cái lệnh mà mình sử dụng rất là thường xuyên như là lệnh Extrude chẳng hạn đi. Bây giờ khi mà Siêu bấm vô cái cube để Siêu delete cái sphere, Siêu bấm vô một cái cube, bấm F, Focus. Giờ Siêu chuyển, bấm chuột phải cho nó chuyển qua Face Mode. Siêu chọn một cái Face. Siêu đi vô Edit Mesh, Siêu bấm Extrude. Thì bây giờ Siêu đã có thể Extrude nó được rồi. Mà bây giờ đôi khi các bạn không có muốn phải đi vô like mesh, edit mesh, extrude một lần nữa vì các bạn phải làm rất là nhiều thứ. Thì làm sao để bỏ một cái tool như vậy xuống một cái shelf, thì các bạn mở cái bảng đó, các bạn chưa có chọn, chỉ để cái cursor, cái con chỏ chuột của mình ở trên cái lệnh đó thôi. Rồi các bạn giữ phím Control, rồi các bạn giữ phím Shift, rồi các bạn bấm chuột trái lên nó. Thì bây giờ cái lệnh mà mình sử dụng nó đã hiện trên cái shelf. Thì lần tới khi Siêu muốn sử dụng cái lệnh đó, Siêu chỉ bấm chọn cái gì đó rồi Siêu bấm vô cái shortcut mà mình vừa tạo, thì Siêu đã có cái lệnh đó rồi. Đó là lý do tại sao mình tạo shelf và tạo shortcut trên cái shelf. Nếu các bạn để ý khi mà Siêu bấm vô cái Edit Mesh thì kế bên cái Extrude nó sẽ có những cái hộp màu hình vuông như thế này. Thì khi mà một cái lệnh nào đó có một có những cái hình vuông kế bên, có nghĩa là trong cái lệnh đó có những cái options để mình chọn, có những cái sự lựa chọn cho mình. Thí dụ giờ sẽ bấm vô đây đi, thì cái lệnh extrude này nó hỏi bạn các bạn là bây giờ cái divisions, có nghĩa là cái giá trị mà các bạn muốn nâng lên là bao nhiêu. Ví dụ bây giờ theo mặc định của Maya, sẽ bấm vô edit reset, thì theo mặc định của Maya thì divisions for extrude là 1. Bây giờ ví dụ như siêu chọn là 2 đi, siêu chọn là 2 rồi siêu bấm siêu chọn một cái face rồi siêu chọn chuyển lại là 2. Giờ sẽ bấm Extrude. Giờ sẽ kéo lên. Thì các bạn sẽ thấy thay vì nó xuất hiện một một division, một level, thì bây giờ nó đã xuất hiện thành hai level. Thì đó là lý do tại sao mà những cái tool nào mà có những cái hình vuông kế bên, có nghĩa là mình có thể sử dụng option. Giờ sẽ reset nó. Sẽ trở lại. Undo nó. Thì bây giờ sẽ chuyển trở lại sẽ tutorial shelf. Thì khi mà các bạn tạo một cái shortcut như vậy thì các bạn có thể tạo cho shortcut một cái shell. Ví dụ như bây giờ hồi nãy là Siêu chọn trên cái extrude. Bây giờ thay vì Siêu giữ Control Shift rồi Siêu bấm chuột trái trên cái lệnh extrude, thì Siêu bấm lên cái box kế bên của nó. Nó cũng sẽ xuất hiện ra một cái lệnh kế bên như vậy. Hai cái hình mặc dù nó giống nhau nhưng mà cái lệnh nó khác nhau. Bây giờ Siêu lấy ví dụ đi, thị phạm. Bây giờ Siêu bấm vô cái face rồi Siêu bấm lệnh extrude. Nó không có hiện cái box ra. Bây giờ sẽ bấm cái lệnh kế bên mình mới vừa tạo. Thì thay vì nó extrude nó sẽ hỏi mình cái lệnh đó, bây giờ các bạn muốn như thế nào, bla bla bla. Thì đó là lý do tại sao mà Siêu chọn hai hình. Thì bình thường những cái lệnh nào mà mình muốn sử dụng ngay thì Siêu để bên tay phải. Còn những lệnh nào mà Siêu muốn có cái option thì Siêu sử dụng bên tay trái. Bây giờ để Siêu chuyển cái lệnh option này vô cái thùng rác, Siêu không muốn sử dụng nó nữa. Hiện tại cái thùng rác nó nằm off qua bên cái window rồi, tại vì Siêu đang sử dụng Siêu đang record nên các bạn không có thấy được cái thùng rác để mình xóa. Thì bình thường các bạn muốn xóa thì các bạn bấm chuột giữa lên cái hình đó, rồi các bạn có thể bỏ đi chỗ khác. Thì bây giờ Siêu không thấy cái thùng rác ở đâu nên tạm thời Siêu cứ để đây. Đó là tại sao mình tạo shelf rồi. Chức năng của shelf rồi lý do tại sao mình tạo shelf. Bây giờ Siêu sẽ nói về project file. Thì bình thường khi các bạn khởi động Maya, các bạn sẽ tạo một cái new scene, don't save.
Thì tại sao sư lại khuyến khích các bạn không nên dùng new scene mà chưa có tạo project file? Ví dụ như bây giờ sư tạo một cái sư chỉ dạy polygon, sư tạo một cái plane đi, polygon plane, sư bấm phím số 5 chở shape mode, phóng to nó ra để sư tắt cái grid, you show grid. Thì tại sao sư tạo một cái project file? Ví dụ như bây giờ sư có một cái plane như thế này. Studio attribute, cái này sư sẽ nói sao các bạn đừng có để ý tại sao sư lại làm như vậy. Studio Lambert là cái shader của cái plane này nè. Studio Color, đợi một chút nó hiện ra. Rồi Studio File, Studio Folder, chọn cái tấm hình đó, Image Name, thì sư sẽ đi vô Desktop, sư sẽ chọn Sư Musashi. Đây là cái folder của sư. Thì trong cái folder này sư có hai tấm hình bàn tay của sư, rất là xấu sư biết. bây giờ sư chọn một cái tấm hình như cái palm là lòng bàn tay của sư đi. Sư bấm open. Bây giờ nếu mà các bạn bấm phím số 6, các bạn sẽ thấy đây là tấm hình của sư. Cái tấm hình bàn tay. Thì tại sao sư lại khuyến khích các bạn sử dụng project file? Ví dụ như bây giờ hồi nãy các bạn thấy là trên desktop ha. Thì đây là cái desktop của sư. Nếu mà các bạn để ý, các bạn thấy đây là cái folder của Siêu nè. Bây giờ có một cái lý do nào đó Siêu di chuyển cái folder này đi chỗ khác, di chuyển cái tấm hình này ra chỗ khác. Hoặc là Siêu thay đổi tên chẳng hạn vậy đi. Để Siêu tắt cái chế độ này cái đã. 4, 5, Cedar. Siêu di chuyển tấm hình này ra. Hiện tại nó không cho Siêu di chuyển. Thì có một cái lý do nào đó các bạn tắt Maya đi. Rồi các bạn di chuyển cái tấm hình này sang chỗ khác. Thì Maya sẽ không còn hiểu cái link của cái tấm hình này nó nằm ở đâu. Ví dụ như bây giờ cái link này nó nằm ở chỗ Desktop Shimusashi Folder. Mà bây giờ cái hình nó nằm chỗ khác rồi. Một vô tình nào đó mình xóa nó đi. Thì cái link nó sẽ không còn, thì cái tấm hình nó sẽ không còn hiện hữu trên trên Windows, nó không còn hiện hữu trên Maya nữa. Thì lý do mà siêu khuyên các bạn tạo cái project file, lý do tại sao ví dụ bây giờ siêu đi vô new file, siêu đi vô project, siêu đi vô new, rồi siêu sử dụng default the browser, thì siêu có cái project folder của riêng siêu. Thì bây giờ siêu đi vô desktop, ở trên desktop thì siêu có siêu Musashi, giờ siêu chọn folder siêu Musashi, rồi siêu chọn một cái tên ví dụ như là Maya number 2, 02. Sẽ bấm accept. Các bạn đợi một tí. Thì sau khi mà mình tạo một cái project folder như vậy rồi á, thì bây giờ các bạn sẽ thấy cái folder trên desktop của Siêu là Siêu Musashi, giờ Siêu double click vào nó. Các bạn sẽ thấy nó có một cái folder mà mình mới vừa tạo gọi là Maya 02. Thì khi mà Siêu double click vô nó thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo ra tất cả những cái folder cần thiết như vậy. Thì lý do mình tạo ra như vậy để làm chi, để khi mà mình mà khởi động cái project nó lên rồi thì toàn bộ Maya nó sẽ link đi vô tất cả những cái folder này. Sư lấy ví dụ bây giờ sư trở lại một cái file của sư, sư bấm new scene, bây giờ sư tạo một cái plane, sư trở lại bản channel đi, có nhiều khoảng trống hơn, sư bấm create polygon plane, phóng to nó ra. Bây giờ sư bấm phím số 5, số 6, số 5, số 6 thì cũng được. Rồi các bạn đi vô lại Window Attribute, đi vô Lambert, đi vô Color, File, bấm vô Image. Thì các bạn sẽ thấy tự động nó đưa mình đi vô cái folder mà mình mới vừa tạo. Thì các bạn thấy nè, ở trên Siêu Musashi nè, thì nó nằm trên desktop ha. Đây là folder Maya 02, là cái project mình mới vừa tạo nè. Thì so images nằm ở đâu. Thì khi hồi nãy như Siêu đã nói, khi mà các bạn tạo một cái folder như vậy rồi á, nó sẽ tự động link toàn bộ vô vô cái project đó. Thì các bạn sẽ thấy hồi nãy lúc mà siêu tạo một cái tấm hình đó, nó hỏi tùm lum á, nó hỏi là một cái project nào đó chứ không phải là cái project Maya 02. Thì bây giờ khi mà siêu bấm vô cái tấm hình đó, tự động nó link trực tiếp vô Show Images. Thì chức năng như vậy thì sao, nó có công dụng như thế nào? Thì giống như để cho tiện lợi thôi. Thế vì hai tấm hình này nó nằm bất kỳ chỗ nào đó mà giờ siêu muốn sử dụng cho chính xác vô cái project đó, thì thay vì siêu để đây, sư sẽ copy hai cái hình này, Ctrl X là cut. Sư sẽ đưa nó vô Show Images. Cannot move palm. Cái này sư đang sử dụng. Thôi để sư chọn cái top hand đi.
Ctrl C, chọn cả hai luôn, Ctrl C, Maya, Draw Images, Paste. Ok, giờ hai cái tấm hình đó nó nằm ở trong Draw Images rồi. Giờ Sư sẽ mở Maya một lần nữa. Thì bây giờ Sư link Color Image. Thì các bạn sẽ thấy hai cái tấm hình nó tự động nó nằm ở trong Draw Images. Thì nó rất là đơn giản. Thì bây giờ các bạn sử dụng cho một cái project nào đó, đưa toàn bộ những cái tấm hình mà các bạn cần sử dụng cho cái project đó vô Draw Images. Thì sau này khi mà các bạn muốn link hình đi vô một cái object nào đó thì nó rất là tiện lợi hơn. Thì đó là lý do tại sao mà mình nên sử dụng một cái mình nên tạo ra cái project. Thì nếu các bạn sẽ thấy siêu hiện tại có nhiều cái project, ví dụ như hiện tại bây giờ là personal project one snake, siêu sẽ đưa cái tấm hình siêu sẽ làm gần đây lên. Coi như là siêu đã nói về shelf project file, bây giờ siêu sẽ nói về channel. Lý do tại sao mà siêu nói về channel một lần nữa, mặc dù bài trước siêu đã nói rồi. Thì bình thường khi mà các bạn sử dụng, các bạn nhìn cái bài trước thì các bạn sẽ thấy có channel với lại layer. Thì nếu mà các bạn để ý bên dưới các bạn sẽ thấy có ba phần khác nhau. Thì đây là tổng hợp giữa layer và channel. Còn nếu các bạn bấm ở đây thì chỉ có layer thôi. Còn các bạn bấm trên đây thì có channel thôi. Thì hiện tại siêu vừa sử dụng cái này thì siêu không muốn nói về đến layer một lần nữa. Thì lý do tại sao sử dụng channel thì ví dụ như siêu sử dụng, siêu tạo một cái sphere đi. Thì nếu mà các bạn thấy một cái sphere vậy, khi mà siêu chọn bất kỳ một cái lệnh nào đó thì các bạn sẽ thấy nó có cái input. Thì trong cái input này có nghĩa là sao? Thì bình thường khi mà các bạn tạo một cái sphere, các bạn vô create polygon sphere, nhưng mà cái resolution của nó cao quá, các bạn muốn giảm nó xuống. Thì mặc định của Maya thì resolution của cái sphere là 20x20. Giờ siêu bấm vô create polygon, giờ siêu muốn tạo 88 rồi chứ không phải 20. Thì thay vì các bạn bấm sphere thì các bạn thấy cái option box mà nãy siêu có nói hồi nãy đó. Giờ siêu bấm vô thì các bạn sẽ thấy nó là 20x20. Giờ siêu sẽ giảm nó xuống 8. Rồi siêu bấm create để siêu xóa cái cũ đi. Thì đây là cái sphere mới. Mà mỗi lần ví dụ bây giờ siêu muốn tạo một cái sphere khác mà với giá trị là 12x12, siêu phải bấm vô polygon sphere box and siêu chuyển gì. Nó rất là tốn thời gian. Tại sao siêu không sử dụng một cái cách khác? Thì bây giờ siêu bấm vô đi, siêu reset nó. Giờ siêu không cần, siêu không quan tâm. Siêu bấm vô create polygon sphere. Siêu không cần quan tâm đến số bao nhiêu của nó. Siêu bấm vô cái vật thể đó. Siêu đi vô cái channel của nó, cái history. Thì bất kỳ một cái vật thể nào đó, nó trong cái phần input của nó đều có một cái giá trị. Thì các bạn sẽ thấy cái giá trị subdivision của nó hiện tại axis với lại height của nó là 20x20. Giờ siêu chọn vô nó, siêu bấm 8. Nó tự động thay đổi, siêu muốn chuyển qua 12 siêu bấm này. Thì nếu các bạn xem những cái tutorial khác của những người của Maya trên internet thì các bạn sẽ thấy người ta sử dụng cái channel nhiều hơn là cái option box, thậm chí cái lệnh extrude cũng vậy nữa. Siêu sẽ nói về các lệnh trong đây sau và liên quan của nó giữa channel với nó. Thì bây giờ siêu sẽ nói về image plane. Thì để bình thường các bạn sẽ thấy cái window của mình nó có bốn cái cửa sổ chứ không phải là hai một cái cửa sổ như của siêu. Thì để chuyển như vậy á, các bạn có một shortcut, hôm nay siêu sẽ nói về đó là shortcut space. Thì khi mà các bạn để cái con chỏ chuột lên màn hình, các bạn bấm space, nó sẽ chuyển qua cái chế độ 44. Thì bây giờ siêu không muốn nó hiện đây nữa mà siêu muốn hiện vô cái màn hình này. Thì siêu để cái con chỏ chuột lên cái màn hình đó, siêu bấm space. Thì nó ở top view, giờ siêu muốn trở lại space. Giờ siêu muốn front space. Trở lại space. Siêu muốn side space. Rất là đơn giản. Bây giờ siêu sẽ nói về image plane. Bình thường khi các bạn model thì các bạn sẽ cần một tấm hình front hoặc side hoặc là top. Thì có một bạn ở trên 3DVN hỏi về image plane thì siêu sẽ giải thích có. Thực ra có hai cách sử dụng image plane. Siêu nghĩ siêu tốn 20 phút rồi. Bây giờ siêu sẽ tạm dừng video chỗ này. Siêu sẽ làm một cái video khác nói về chuyên đề về image plane và lý do tại sao mình nên sử dụng cái image plane theo cách của siêu. Xin chào mọi người, siêu sẽ hẹn gặp các bạn trong bài số 3.